Vói là cây thân gỗ, thường được trồng chủ yếu ở miền Bắc, nơi có khí hậu nhiệt đới. Còn khi nhắc đến lá vói, thì chắc hẳn mọi người ai cũng nghĩ đến một loại nước uống dân dã, thơm ngon và dễ uống. Vói có hai loại là vói nếp và vói tẻ. Vói tẻ còn có tên gọi khác là vói trâu, có lá to và màu xanh đậm. Vói nếp thì có lá nhỏ hơn và có màu ngà vàng, giống như trên tay Việt Thư đang cầm đây. Còn khi nấu với nước thì có mùi thơm dễ chịu. Khi uống thì vói nếp có vị ngon và đậm đà hơn vói tẻ. Vậy những công dụng của cây vói đối với sức khỏe của chúng ta như thế nào? Việt Thư mời quý khán giả cùng tham khảo. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Quang Dương, phụ trách khoa ung bướu Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Hà Nội, lá và nụ vói từ lâu đã được người dân nấu với nước để uống, vừa thơm vừa tiêu cơm. Lá vói tươi hay khô sắc đặc được xem có tính chất sát trùng để rửa những mụn nhọt, lở lét, ghẻ. Nước lá vói sắc đặc có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, hỗ trợ giảm đau, hỗ trợ giảm huyết áp do gan nóng, tiêu đờm bình suyễn. Dùng lá vói nấu với nước uống hàng ngày để tiêu thực, làm giảm mỡ trong máu, dây mùa hè làm mát huyết, trị cảm nắng khi làm việc ngoài trời nắng. Uống nước lá vói có tác dụng điều hòa thân nhiệt. Lá vói lấy lượng vừa đủ, nấu kỹ với nước để tắm, rửa nơi lở ngứa, dài gội đầu chữa chốc lở. Lấy khoảng 20g lá vói tươi hoặc khô, nấu với 2 lít nước lọc, đun nhỏ lửa đến khi nước còn lại 1 lít rưỡi, uống thay nước lọc mỗi ngày. Trong nụ vói có chứa thành phần flavonoid, hiệu quả trong phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Người uống nụ vói giúp kiểm soát đường huyết và bảo vệ tổn thương tế bào beta tuyến tụy. Cách thực hiện: chuẩn bị 20g nụ vói khô, sắc lấy nước, uống 3 lần một ngày. Ngoài việc sử dụng nụ vói, người bệnh cũng có thể sử dụng kết hợp với sản phẩm hỗ trợ tiểu đường để giúp kiểm soát tốt lượng đường huyết, tăng cường chuyển hóa đường và ngăn ngừa các biến chứng của bệnh. Nước lá vói chỉ có tác dụng hỗ trợ sức khỏe, không có tác dụng chữa bệnh, do đó cần sử dụng thuốc dưới sự chỉ định của bác sĩ. Mỗi ngày chỉ uống một ấm trà hoặc một ly nước, không lạm dụng quá mức và dùng thay nước lọc, bởi vì điều này có thể ảnh hưởng đến hệ bài tiết của cơ thể. Không uống lá vói ngay sau khi ăn, điều này có thể làm giảm việc hấp thụ các chất dinh dưỡng từ lượng thức ăn cũng như từ lá vói. Không uống loại nước này khi đang đói bụng. Uống nước vói khi đói bụng sẽ kích thích hệ tiêu hóa, làm tăng nhu động ruột, gây mệt mỏi và mất năng lượng. Đối với phụ nữ mang thai hoặc người bệnh đang điều trị bệnh, nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng loại nước này để tránh tác dụng phụ không mong muốn. Sử dụng nước lá vói với chế độ ăn uống sinh hoạt khoa học giúp tăng hiệu quả của lá và cải thiện tình trạng sức khỏe tốt hơn.